Cách biệt biệt âm âm dương, dương, tác tác giả giả Phùng Phùng Trung Trung Chính. Chính. Hai Hai mình mình chung chung sống sống nhiều nhiều năm, năm, một một ngày ngày bất bất chợt chợt anh anh nằm nằm thiên thiên thu. Hồng hồng trần trần dương dương thế thế giá từ, từ khỏi khỏi nhà nhà nghỉ nghỉ ngút âm u thương thương sầu. sầu, Nằm nằm đó đó chẳng chẳng nói nói một một câu, câu để để em thương tiếc đêm đêm thâu thâu lẽ lẽ nào. nào, Anh anh đi đi để để lại lại biết biết bao, bao, anh anh đi đi em em ở ở lệ lệ nào nào đầy đầy dơi. Mỗi mỗi ngày ngày nhãn nhãn khói khói anh anh ơi, ấm 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 dương đó cách cách biệt biệt cảnh cảnh đời đời lẻ lẻ loi. Cơm cơm canh canh em em nấu nấu gọi gọi mời, mời hồn hồn thiêng thiêng anh anh hỡi hỡi nghe nghe lời về lời đây. Tim tim em em đau đau buốt buốt đêm đêm ngày, ngày, nhiều nhiều đêm đêm nước nước mắt mắt tràn tràn đầy đầy gối gối chăn. chăn. Không nghe tiếng gọi Gọi của của anh, trong trong ngoài ngoài trong trong dáng vắng cơm cơm canh canh một một mình. mình, Bát bát hương hương khói khói tỏa tỏa bóng bóng hình, hình, anh anh đi đi bỏ bỏ lại lại nghĩa nghĩa tình tình phủ phủ thế. dòng Vọng linh anh hỡi hỡi có có về, về, tìm tìm em em trong trong mộng mộng tỷ tỷ tê tê anh à. Mong mong rằng rằng ngày ngày chẳng chẳng còn còn xa, xa, hãy hãy ta ta gặp gặp lại lại chung chung nhà nhà kiếp kiếp sau. sau. Anh Anh đi đi để để lại lại đớn đớn đau, đau, còn còn em em sống sống giữ giữ trọn trọn câu câu chung chung tình. Anh đi đi buồn buồn bã bã một một mình, mình, anh đi đi để để lại lại chân chân tình tình trong trong tim. anh Anh đi buồn bã một mình, anh anh đi đi để để lại lại chân chân tình tình trong trong tim. thơ Thơ của của Phùng Phùng Trung Trung Chính, Chính, viết viết ngày ngày 23 23 tháng tháng 8 8 2018, 2018, Lê Lê Nguyễn Nguyễn thực thực hiện. hiện.